Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý của chúng chị. Trước đây là bà con cô bác thấy đó là Hoa Phan, Hoa Sen. Đó, đường vào là đi thẳng là vào là Linh Hoa Tời Đàn, còn rẽ phải là cái đường nghệ sĩ vô 100m nhìn bên tay trái thì vào mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha quý cô chú anh chị. Thì buổi chiều quý cô chú anh chị ơi, anh em là chuẩn bị là cái công việc mà phải nói là thường ngày là diễn ra tại mộ của chú, thì có điều gì hay không thì Duy Minh vô trên trong mộ của chú để là chia sẻ cho bà con cô bác. Buổi chiều nay có xuất hiện kỳ tích giống như hôm qua, chị Hồng Ngọc chị nhờ người đem dâng lên cho chú ha, một cái bình hoa có cái mẫu hình cái vỏ sách quý của chú chị, và một cái bình hoa có như giống như là cái nhị sen vậy đó. Đó quý chú chị, rồi xin mời bà con cô bác vô ha. Thì trước khi vô thì mình cũng hay thường chia sẻ ở đây quý của chú chị, ngay chỗ này thì có cái cây là cây hoa giấy này đẹp ha, này tốt quá tốt quý của chú chị. Sen đá mai là mình để ở trong mát luôn anh, thấy không? Mà cái nắng kinh khủng này chứ. Hồi đó để lâu quá mà em mua nay mấy ngày bữa rồi. Thì hôm bữa đám giỗ đó. Gì 14 tháng 2. Ôi mới đây có mấy ngày nữa. Nay mới có 10 sao xuống nó dữ vậy? Không biết nữa sao mà nắng dữ. Nhiều hả? Hả nhiêu? Hả? Nhiều hả nhiêu? Chiều rưỡi vào này đó. Đi. Này sao mà xuống dữ tàn. Đi lắm. Hả? Nắng quá. Bà con cô bác. Có tóc bạc rồi đó. Có không? Rồi vậy là suy nghĩ quá già em ơi. Suy nghĩ quá nhiều quá. Đúng rồi. Bớt suy nghĩ lại đi cho tóc nó đen trở lại. Coi ly mà chưa có chỗ ra luôn mà nó quýu luôn nè, anh thấy không? Coi ly nè. Nắng quá quý cô chú anh chị ơi. Trời nó chín luôn nè. Nhiệt độ quá nóng. Nó bốn mươi độ C. Thấy không? Cái xương ngang qua hồi chiều đó là sáng đó. Ly nè, cái xương cô nè. Trời ơi, gục luôn ha. Bự nám luôn nè, nắng quá mà. Bự nám luôn nè, trời ơi. Nắng bự luôn. Nắng mấy chục độ lên nó kìa, hai bên luôn. Quá trời luôn ha. Trời ơi, nắng kinh khủng thiệt. Nắng bự luôn rồi. Ai thấy vui coi chừng. Nắng bự luôn á. Bự nám luôn. Còn mấy em này. Cái vui này của sư cô nè. Ngon lắm á. Vừa rồi. Giờ mấy anh em mình buổi chiều mình lau mộ nha. Lau mộ thôi. Lau mộ. Đó, nó có cụ đàn ngồi á. Tới chỗ nó tự nhiên đứng lại à. Đấy, khúc cái là đứng à. Trời ơi. Mày có chỗ chào 15 nha. Cái gì á mộ. Nó diễn cảm nữa nè. Trời ơi. Chú tiểu đang lau mộ. Giờ theo ước mà lau lên cái mặt chú là khô liền luôn á. Hải. Khô liền luôn á, sao vậy? Chú tiểu với bùi Hải người lau. Chú không lau lên hết chứ. Chú đó mà chờ lên cho đây nha. Có đủ hàng không? Nãy trong căn phòng đó mà. Chiều nay chú tiểu với bùi Hải thắp hương hết chèo nào cũng thắp á, để lau mộ xong rồi mới đi được. Anh Hải với mình ngày nào cũng đi. Ủa mình đâu ta? Mình đây nè. Anh Minh chịu đâu? Anh lau xong rồi lại đó anh phụ. Anh lau xe trước rồi lại đó anh phụ sau. Bấm chưa? Để đi. Em bấm chưa? Em định đấy. Có bấm, em để đi mà. Đi qua phận nó đi để rồi đây đây, mình lau mộ cái bia mộ chú là được rồi đó. Qua đây. Sao? Vụ gì đây? Đó là phụ tiếp cho trời ơi, thiệt tình. Anh định lau mộ trước tại vì biết sao? Anh lau này cái anh thấy cái tay nó nhớt nhớt quá. Dạ, cho nên mở gì anh mới. Ủa sao tắt rồi? Hoa hả? Dạ em biết rồi, thôi anh đi lại đây, anh diễn quá rồi. Vậy hả? Tưởng nó tắt chứ. Anh diễn quá rồi. Sao anh ta
này sao chưa? Bình chưa? Tại vì hai người tiên lận, người thì Bình Dương tiên, người thì Thủy tiên. Này ai cũng giới thiệu kênh quá đây. Quá chè thật ơi. Đặc biệt là anh Ngọc anh ở trời nhất. Lâu lâu thôi. 11 buổi chiều cấm giới thiệu với tên nha. Nha. Đi xa xa giới thiệu đi. Muốn bây giờ là phải phải có gì hả? Có giấy giới thiệu. Giới thiệu. Không mà ta bờ gờ á, ta chỉ bờ gờ là một hai clip thôi. Một hai clip thôi chứ đừng gì. Không phải là bờ gờ hoài đâu. Thì mà hay gây cái nhàm chán cho khán giả. Người ta quay kênh ta mà ta giới thiệu hoài á, cái khán giả mà vô ta nói ta làm giới thiệu kênh không đó hoài vậy. Thì mà lâu lâu á để lại chẳng hạn mình tự nhiên mình nói chuyện tới cái khúc đó mình giới thiệu nó tự nhiên thì nó hay hơn. Em mời chính anh An Ngọc ơi, em thấy anh đặt cái tiêu đề này mà sáng giờ em trừ lộn ruột qua này sửa rồi à, sáng sớm vào mẫu cậu năm mẫu cậu năm luôn hả? Đúng rồi hả? Chào mẫu cậu vậy mẫu vô mẫu cậu năm luôn hả? Cái nè, sáng sớm vào mẫu cậu năm nhạc nền cái trình lấy cái máy cho con đi qua bên này em cười mà em đọc qua nay em cười qua nay luôn. Vậy với nó bằng cái là khán giả hôm qua. Khán giả hôm qua hỏi cô vô đây làm gì cô? Cô vô đây cô đốt một con năm. Ta đốt đốt hương bả là đốt một. Chưa chắc mà sao đốt vô rồi. Chưa. Cái quả pháo. Chắc rồi đâu. Chắc rồi này. Vô hỏi cô vô cô đi đâu đến đây vô đốt một chưa? Cô vô cô đốt một đầu năm đốt một ngày xỉu túi vô linh rõ ràng luôn mà lúc đó là mình tắt video rồi chứ không là quay lại đúng không quay lại là mình giật vô mình nói khán giả đến đòi đốt một chứ tiền đây nó cười rồi chăm luôn đi chăm dầu dạ em đang chăm dầu nha anh Thao Ngọc nữa nè rồi ok nhà nào cũng phải chăm dầu để kéo luôn anh Minh nha đây là cái cái này người ta gọi là cái truyền thống truyền thống của người hơn một năm rồi người dân tộc ở Việt Nam truyền thống mà hơn một năm mà hả như vậy truyền thống của Việt Nam hả ngày nào mấy anh em cũng có như đây làm tới làm đuôi truyền thống của người đó người sau khi mặt trời gọi là không còn nắng nữa thì mấy anh em mới lú đầu ra nha phải nói nắng kinh khủng luôn cái trái bưởi mà nắng muốn trái trái bự cái lúc mà còn quay á mà hỏi cô đó cười lắm mà xui á lúc đó là mình tắt máy rồi tắt rồi mà cũng mới vô mới hỏi cô ừ muốn tắt máy mình tắt máy rồi lúc đó anh đút thuốc cho chú cái vô hỏi cô vô đây Ngọc đó rồi. Rồi sao anh Minh? Anh nha, sáng vô mẫu cậu năm nha chưa? Sáng vào mẫu cậu năm, vô mẫu cậu năm. Là chở cho anh Ngọc. Đúng rồi. Chiều nào? Vô con rồi. Em mới coi chuyện qua. Chuyện qua, rồi còn anh ai không? Cái cũ chưa? Đúng rồi. Em vô nữa là em post anh nha, em anh. Vô sáng sớm của mình anh vô mẫu con năm rồi. Không có gì đâu, sửa rồi thôi ông bà cô chú người ta không cảm à. Bây giờ anh mẫu cậu năm sao đâu? Cô chú anh chị Ngọc không biết chữ á. Mẫu cậu năm không? Cảm ơn nhiều. Vào mẫu chứ phải vào mẫu đúng không? Vào mẫu. Rồi vậy là anh Ngọc đến chính cho bà con. Anh vào là anh vào mẫu chứ không có vào mẫu. Quá trời đẹp trai rồi. Ông bà. Sáng nay nó ghi nhìn kỹ kỹ lại hả Đăng nha. Ông bà nhớ đăng ký cho. Tóc mồ hôi đó buổi chiều ra thì anh là anh lau rồi đó giờ không lau lại nữa không em nghĩ cái clip đó của anh Ngọc này rất nhận rất là nhiều tương tác của khán giả
Đi mổ không? Đúng rồi. Nghĩ sao không? Đây. Đâu rồi? Đặc biệt ví dụ như anh Minh nha, anh Minh cũng nhận được rất là nhiều tương tác luôn. Ừ. Bởi những câu từ sai chính tả cố ý. Không phải là cố ý à. Mà anh bấm cái chữ á, cái nó kiểu như nó kế bên nó nhảy cái chữ khác. Đúng rồi, chính xác, nó nhảy cái chữ khác. Vậy là vô tình thôi. Bị ngoại gì? Xong rồi anh biết gì anh để luôn. Tức là không có sửa lại sợ nó mất đề, nó mất cái đề xuất. Cho nên là thôi để luôn. Đúng rồi. Ui, ui. Sửa hoài quý vị, đổi tiêu đời lại nó cũng mất lại sức quý cô chú anh chị. Ý là lâu sớm trước rồi. Tại sao mà mấy anh em mình ít khi nào mà đổi tiêu đời lỡ sai chỗ sai luôn. Chỗ sai luôn hả? Chỗ sai luôn. Chỗ sai luôn. Đổi lại nó mất lại sức. Nó bây giờ thì đúng rồi. Ta nói mình ta sau này là mấy anh em, tại vì người mà mua chung đầu tiên là cũng Duy Minh mua dùm cho một khán giả, là Duy Minh nhớ là một khán giả đó ở Sài Gòn, cái chị gái mà lâu quá rồi không có liên hệ với chị gái đó. Con nói là con. Rồi bông bữa nay chắc đem đi viện bảo tàng luôn cô chú không? Giờ nó gục gã thay thi hết. Gục gã bây giờ ha. Còn ok anh ơi. Có lỗ là cấm đó. Nước đâu? Đây. Có lỗ là cấm à. Bông một chiều nay, chắc chiều nay con xin xuống luôn cô chú ơi. Mới vừa ấy nha, con bay tài. Nè cô chú thấy nè. Gục gã tới thi hết trơn nè. Tại vì nắng quá. Nhưng mà cô chú Ngọc đánh chính là chữ nghĩa Ngọc không có nhiều cô chú Ngọc bỏ lỗi. Cô chú anh chị có thương con bỏ lỗi dùm con hay cô chú? Quên nó ở đây ra ngoài em lấy cái ấy. Ngọc vào mổ con năm. Ngọc vào mổ. Đọc cái tia đà mà cười lộn luôn với anh. Mổ chú. Là mới cầm đá. Để vô cổng lấy lại mới cầm lại. Đi nó lên. Nói rồi. Không phải là quạo. Không phải là quạo đâu cô chú. Tại vì Ngọc chữ nghĩa Ngọc không có nhiều. Nói vui thôi. Người ta nói vui thôi. Nhưng mà thật sự là Ngọc chữ nghĩa không có gành. Cô chú có gì cũng bỏ qua dùm cho Ngọc. Ngọc cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Người ta nói cô chú nói gì nè. Cô chú bỏ qua rồi Ngọc ơi. Anh Ngọc nha cả nhà. Rất là có nghĩa là bỏ lộn dấu thôi. Bỏ lộn dấu thôi. Không phải biết sao anh Ngọc à, anh đọc cho nó ra từ ngữ ra chữ đúng không? Mà không chịu coi lại. Trời ơi em hôm bữa kìa em cũng với hai có một dấu. Thuốc. Vô quá trời quá đất luôn. Vậy hả? Rồi. Ngồi thuốc đây còn mình. Không, anh ra thì còn anh em lấy thuốc mới rồi. Thuốc mới luôn nghe quý của chị. Đó, full tem. Mỗi người mình mời chú có thuốc nha. Điếu thuốc thôi. Điếu thôi, điếu thôi. Một gói khui ra nhưng không đốt hết. Rồi anh đứng đâu rồi, lấy đi ra. Rồi, để đi. Chị có cái quan kia. Có luôn rồi. Anh để đây lại có nè. Rồi. Xong rồi cây này khả năng nguy hiểm nha. Trời này quá nắng bà con ơi. Đây. Chị Minh đốt là lúc nào chú cũng nhận hết để không mất cái miệng. Trời là lá nó đã cháy lên. Quẹt nè. Phải chờ trái cái lá luôn rồi nè. Mấy hôm nay nó làm lá trùng tốt ghê luôn rồi bây giờ. Nắng chị mới có 2-3 bữa thôi. Ủa có quạt mới không anh? Nãy giờ mình đem nó bên kia anh. Để đậu bên kia luôn đi. Chứ nó nắng trái về bữa nó là rủi luôn á. Nó vừa ra không nữa nè.
không còn. Anh thấy không? Mình ghim đâu kia đi. Em thấy ghim đâu kia nó mát hơn, nó đỡ hơn. Đằng này có rồi nè, muốn lấy đếm cho em luôn kìa. Em thích nhang này chưa? Thấy không? Chưa. Mới em quay. Biết là có nhang dài không đi? Có kìa. Có nó đếm cho em. Hỏi cây rồi kia ta xanh đông luôn đâu bị đâu. Để dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Chị bích quá là chu đáo luôn. Rồi để đây rồi đốt đốt nha. Dạ. Rồi anh em mình bốn bốn rồi đi xếp hàng vô mình thắp hương đi. Vô đây gì vô đây. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2024, mình chấp hình con tên 37. Kênh YouTube Diêm Minh Bớt có 3 đến hương trình giữa các vị các bài của thành và màu thổ đề đất đai dân dạch mà bộ cảnh nông hành pháp của trang với Duy Bình Dương cũng như trước màu nghệ sĩ của Tú Vũ Linh ông tinh thật giỏi nhân ngoan có danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 hòa mắt ngày 5 tháng 3 năm 2023 du lịch ngày 14 tháng 2 năm 2023 lịch năm Quý Mão còn 66 tuổi. Thì chiều nay Duy Minh cùng đứng tất các anh em các ba đến hương cái này đã dọn dẹp ra một chú sông khác thì giải thoát nhiều lắm là cũng quá trời chú đang theo hoa lý chỗ đã ngủ tàn luôn Minh những cái lá mai mới cái đạo gia đình được cấm lo rất là mang sức bài lòng và đặc biệt cầu là những cái chuyện cũng ha nhưng mà cũng được khỏe mạnh bây giờ các em mình là chẳng làm được cái gì cũng ngài cầu thành công mẫu thời đề đất ta dương vật thành hoàng cảnh nông thần pháp tiến hành dập tấm lòng của nhân không mô như vậy không cái mai là hai người thiên được rồi cái bởi hai người thiên gửi nó hai người thiên trên hai người thiên giới trời chạy chút bất lộ anh đi à hiện viên dạ em cầm máy đi hiện viên à mấy anh em sẽ chiên đầu rầu chiên đủ nó đi còn tú là nắng 3 ngày nữa là em nghĩ nó đang cháy lan hết luôn á rồi bây giờ kéo thì lại đi người hai người ở ngoài hai người ở trong hai đi người trên hai người dưới ý là người hai người đúng rồi ngoài vậy đi mình ra xong chưa không phụ nha đi qua đây nè bước lên nha anh ở bên bự giờ ra đây rồi giờ Ngọc đi ủa sao hả giờ ra nắng quá giờ ở đâu vậy hai người trong kinh đi xong mình kinh cái đế đây nhìn đây à, giờ anh với Minh vậy hơn cầm máy dành cho Minh dùm cầm máy dành Minh cầm dùm chưa dạ, đưa ra cái hai anh đi trước xong hai em kinh đế xong chạy ra sau ok đó, nó cháy lá tội nghiệp cái nè mới có 2-3 ngày mà nó cháy đưa đâu hả đưa ra ngoài để song song với cây kia đi hai bước nhẹ quá nhẹ lắm rinh nó tới kia cũng mệt nó ở nó trời ơi cái cây nó chuyển cho mình luôn quay xa xa ra lấy cảnh toàn cảnh đi ngang nữa nè ừ đi gì là đúng rồi đó đúng rồi, đi lui mệt nặng mà đi lui nữa có bị cháy lá rồi cô chú anh chị ơi đừng giờ nhà này đi nhà này nè để ngoài trống đi để xong xong đi để xong xong đi từ từ thì để mấy anh sắp xếp đi rồi tính rồi. Cháy hết trơn lá rồi nè để nghe cái của em luôn hả nóng quá. Ủa, anh Cao Vinh đó. Rồi đây. Để đây cũng được. Để sát cái chính cái cạc chính giữa đó đó được không? Cái này giờ giờ cái đó ra. Rồi đây. Giờ qua đi chút. Không cái chậu chí vậy để đây cũng được. Rồi cái gì để đâu cũng được. Ô đó, để đó, cầm máy xong gì đẹp nha. Đây, để chí vậy đi đi. Giờ đây hả? 1 2 3. Ô đặng dưới đây. Cái chậu đó đất nhiều mà. Rồi anh thông mạnh dữ à. Này, giờ cái mai đó nó qua đây chút xíu nó bằng luôn nó đẹp giờ để cái nè canh rồi anh Ngọc kim lên mọi người lại đi chưa nắng quá chịu một hai ba nhậu bốn người thì hơn trời đủ
kiểu người nhẹ hơn hai người hả? Ngon lành được không? Ngon lành. Xích chậu ra đây tí xíu là được nè. Xích ra cho đụng đụng lá. Xích lên. Gì ớt sao nặng vậy? Bên gấu không nổi đâu. Ủa vậy hả? Không nào cũng là nặng á. Mệt quá. Đó đè mà bà con ơi. Em mua về nói sao cây mai của chị Linh sao mà nó tốt lá quá trời. Còn cây mai của chị Lon hết đây, mai này là không bị trái lá rồi, nhưng bà con nó xanh đùm luôn. Còn mai bên đây là trái xích hết rồi. Cái này nắng quá. Nắng quá. Thấy không? Thảo mình kìm nè, kìm nó sớm. Trái lá non mà trái kiểu đó thua rồi. Anh Ngọc ơi, cái này mũ của cái cây này hả ta? Nắng quá. Ừ đúng rồi. Rồi, bây giờ anh lấy cái kéo anh cắt mấy cái lá héo, anh bỏ đi cho nó vô cái lá kia lại. Cắt bỏ mấy cái lá nào mà bị héo á. Mấy cái anh cắt luôn cái cành đó. Đừng có lạc vậy, lạc vậy không có tốt. Quay xong thôi. Rồi. Chị điếm đó. Ô đó. Cái này cái này của cành hữu tú mai. Cái cây mai này. Rồi bà con thấy không? Hồi sáng này á là năm mai trưa này năm mai cũng 16 ít rồi cũng đem cái chậu lan thôi kia rồi. Anh mình đến nghe đây, năm mai 16 ít đông trời quá trời. Rồi đến đây thì 16 ít thì xin phép là khép lại video này nha. Cảm ơn tất cả bà con cô bác với cô chú quý chị rất là nhiều. Cái này 22 phút rồi đó Nhi Minh ơi. Hả? Này 22 phút rồi. 22 phút mà chúng ta thì được. 32 phút chứ sao. Quay thì quay cho nó hết luôn. Cập nhật cho bà con nhé. Gấp, nắng quá. Xung quanh giải cứu trái dưa hấu lắm. Chịu làm clip không? Làm clip ngay em quay cho. Thôi chị ấy rồi à. Vậy chị quay rồi chị chưa có làm đâu, chiều về. Chiều về mới làm à? Ừ. Vậy đi ai sức dép vậy? Sức trơn. Thằng Hoà thấy sức dép hơi lặng thì chỉ dứt dép. Sức dép nữa. Hay là hồi xa, nghệ sĩ hồi xa. Còn đây là cô Hân Nguyên Hội nè. Nam mô A Di Đà. Ở đây mỗi ngày anh em mình cũng đều thắp hương xung quanh của chúng vậy. Rồi chú Tư Còn, nghệ sĩ Tư Còn là nhà của chú á, ở là Bình Dương này, quê quán chú ở Bình Dương ở Phú Cường á, trong vườn. Nam mô. Còn đây là mộ của vợ chú nè. Nói chung là nghe nói là hoàn cảnh cũng khó khăn, hoàn cảnh cũng không có được như người ta. Còn đây là con giải như kiều. Ngày xưa thì nhiều nghệ sĩ người ta hoạt động nghệ sĩ lâu mà cũng có nhiều hoàn cảnh nghệ sĩ hoàn cảnh khó khăn quá ha. Ừ. Ở đây thì có một cái câu phúc đức ông bà cao như núi, công cha nghĩa mẹ từ biển đông, cây mộc có cội con nên nhớ, nước chảy con nguồn trái chứ quên. À, tại mộ của chú Tấn thì mình rất thích đọc những câu thơ nói về là nêu cao cái tinh thần đạo lý. Nam mô A Di Đà. Đây là chú Thanh Sang, nhìn cái hình của chú á, quay vô đó coi đó. Chị biết ấy không, mình quay á thì chị quay, chứ mà chị quay giống như là chị đang học hỏi vậy đó. Đây à.
khi mà chị quay vô cái hình này không, một chú thanh sa thì chị zoom lại gần cho khán giả ta biết đây là chú thanh sa, là kéo cái đó đó, đó. Thì chị đang nhìn vô trong cái video cảm thấy giống như là chị là người khán giả đang xem vậy đó, đặt mình chỗ đó hiểu không, mình đè ngay số 1 kéo số 1 chứ đừng nghe đè ngay chút đỏ đó biết giống như là chị đang học hỏi cách mà quay á, hiểu không, hiểu, để cho khán giả ví dụ như một cái nhân vật nào đó chị quay, ví dụ nhân vật nổi tiếng nghệ sĩ đi là mò gì mà cái thứ nhất là mình đừng có quay sau lưng, quay trước mặt hoặc là quay một cách mà rõ nhất cho khán giả ta dễ thấy. Đó mò gì mà ví dụ như quay chị không lo đi, mình phải quay trước mặt, chị đi sau lưng, chị quay sau lưng ai xem ta xem nó chán lắm. Mình phải ví dụ nhân vật nào đó thì mình quay trước mặt cho người ta biết là nhân vật đó, mồi và ta nhắm nhìn ngắm, đó là cái cách mà đi theo quay cho em á. Ngày xưa thì chị thấy không, mấy anh em ngày xưa đi theo em quay em chỉ hết trơn á, hồi đó thằng Hải thì em chỉ nó làm những cái mà gọi là những chiêu đời mà người ta là đã xem và những cái hình cái hình phải rõ giống như mấy cái hình đó chị phải chụp rõ, ví dụ như có trong video có nhân vật nào chị lo hay là chị Ni hay là chị nào đó mà mô Phật nghệ sĩ cô chú Kim mô Phật Kim Tiểu Long hay là Kim Tiểu Long là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, mình chỉ điều ghi rõ mặt hết thì người ta rất là thích xem video của chị. Trừ có những trường hợp là mình không thế nào mình quay trước mặt là mình mới quay sau lưng được thôi. Ví dụ như là đông quá mình không thể nào mình không thể nào chen được. Thì có thể là cái đó là châm chế. Còn đặc biệt là mình dùng cái cách nào mình quay tốt nhất ở trước mặt cho người ta nhìn thấy rõ cái nhân vật. Chị thấy nhìn khung cảnh lâu lâu chị quay khung cảnh xung quanh cho bà con cô bác người ta định hình, người ta xem xung quanh nó như thế nào rồi gì đó, coi ra sao đó gì đó, đó là một cái cách mình quay để cho người ta nhìn bao quát, chị hiểu không, hiểu, chứ thì chị găm vô chỗ hoài người ta xem ta cũng não á, là nhiều khi mình thấy quay bao quá cái dù như xung quanh đó có ai này kia ta cũng nhìn ta cũng biết nữa. Đó. Chị không lon lên. Bất ngờ chị không lon lên. Rồi cảm ơn chị. Rồi. Bất ngờ chị không lon lên bước chiều. Ôi chị không lon lên. Ở đây mà chị không lon lên là mấy anh em mừng lắm quý cô chú vậy. Giống như là chị lên vừa vui nè, trò chuyện vui nè. Rồi thêm cái đó, bà con cô bác xem nhiều, ủng hộ kênh. Rồi đó là một cái niềm vui của mấy anh em. Điện con lên gặp Bùi Hải, Bùi Hải thì nghẹo cười xe tét hoài đúng không? Cô Sáu lên cũng vui nữa ha, Hải. Đúng rồi. Trong ai lên cũng vui. Tại vì ai lên cũng cho view cho nên ai lên cũng vui. Ở trong quý cô chú vậy, mấy anh em mình, bà con cô bác nếu mà ai hiểu á thì sẽ thông cảm. Ví dụ như là cô Sáu lên thì mấy anh em mình cũng phải đón chào bình thường, thì có nhiều khán giả góp ý mấy anh em mình cứ đón chào bình thường đó, tại vì gia đình của con cháu hoặc là anh em gì đó mình cứ bình thường đi, tại vì mình là người YouTube đưa thông tin cho nên là có ai lên, bất cứ ai lên là mấy anh em đều ghi hình và quay lại chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem.
thì mọi cái nhận định cũng như bà con cô bác xem như thế nào đó thì bà con góp ý chia sẻ đó quý cô chú anh chị, à, góp ý như thế nào. Ừ mày hả, chuyện gì à, biết rồi nhưng mà trễ rồi. Thì góp ý chia sẻ cho mấy anh em mình ghi hình như thế nào cho nó đáng, và cũng như mình cái phép lịch sự thì mấy anh em mình gặp ai cũng chào hết quý cô chú anh chị. Nắng quá chết cây. Chiều nay là mấy anh em mình quên làm cái này nè, móc cái này ra nè, bị ứ nước trong đây hay là không. Thì mọi cái điều gì ấy, thì nhờ vào cái sự góp ý của bà con cô bác. Nếu mà anh em mình ghi hình mà kiểu như là không có được mà ok cho mấy, thì mong bà con cô bác góp ý với những cái phần bình luận là tích cực để là anh em biết còn sửa sai, chứ đừng có góp ý tiêu cực mà vô chữ mấy anh em mình, thì mấy anh em mình có tội đâu. Mấy anh em mình là người đưa thông tin mà, cho nên là mỗi cái gì vấn đề gì á thì bà con cô bác góp ý nó sẽ hay hơn, góp ý còn tiêu cực nó sẽ hay hơn quý vị. Mấy anh em mình sẽ sửa lại. Như hồi chưa có cô góp ý cái gì đó thì mình cũng trả lời là dạ, thì góp ý những cái phần góp ý nó rất là tích cực, là mình rất là hoan hô luôn, hoan nghênh luôn á. Mà nhiều khi những cái phần mà chữ góp ý mà vô video chữ tộc, bà con cô bác biết rồi, YouTube á mà ai mà góp ý vô đó chữ tộc á là nó sẽ đánh giá, cái ông YouTube này cũng đánh giá mình đây là video không tốt như thế nào đó, nó có chữ tộc trong đó, thì mình sẽ xóa cái phần bình luận nó đi. Đó là mình nói thật sự với bà con luôn, xóa đi những ảnh hưởng xấu đến những nhân vật trong đó hay là như thế nào đó thì sẽ xóa đi. Đó là những cái phần mà tiêu cực đó quý cô chú vị. Thì thôi, video đến đây là buổi chiều, Duy Minh xin cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video của Duy Minh ha. Cảm ơn tất cả bà con cô bác trong và ngoài nước đang theo dõi quan tâm đến là một nghệ sĩ ưu tú Duy Linh. Cảm ơn bà con cô bác hơn một năm đã theo dõi kênh YouTube Duy Minh và ủng hộ Duy Minh, tin tưởng Duy Minh. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, chúc bà con cô bác trong và ngoài nước luôn luôn lúc nào của nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc. Xin chào bà con và hẹn bà con ở một video tiếp theo ạ.